Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình ăn chay cho nên mình làm món chay đơn giản thôi. Thì món chay đây là tàu hũ non ha. Tàu hũ non kho với nấm đông cô. Tàu hũ non kho với nấm đông cô nha, hay là gọi là nấm hương, với lại ớt chua và cần tây. Cần tây mà loại cần lớn ha. Thì đầu tiên mình sẽ ngâm nấm đông cô khoảng 2-3 tiếng gì đó cho nó nở ra. Tàu hũ non mình cắt ra miếng dương dương cũng được, hay là mình làm cho nó nhỏ nhỏ, giống gì cho dễ ăn ha. Mình bắt dầu rồi với lại tương đen ha, mình lên mình sấy cho thơm, xong mình bỏ tàu hũ vào, nấm đông cô mình luộc, mình cũng bỏ vào, ớt chua mình cắt ha, rồi cần tây. Thì mình nấu khoảng 10 phút thì cái món ăn này được. Mình sẽ nêm vô đây là muối, đường, nước tương và dầu hào chay và dầu hào ha. Dầu hào chay và tiêu, cho một ít tiêu cho thôi. Như vậy là mình đã có món ăn chay rất là đơn giản và dễ làm, nhanh gọn nha cả nhà. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn. Ăn chay thì đơn giản, không cầu kỳ, có chi đừng nén nha cả nhà. Ở đây có bán tàu hũ non, tàu hũ cuốn cũng có chiên. Rất là ngon. Đó là món chay của mình đó. Mình xào như vậy mình ăn được ngay ngày nha cả nhà. Mình ăn bữa 29 và mình ăn bữa 30, còn tháng thiếu thì mình sang qua mình nào. Chúc cả nhà ngon miệng nhé. Món chay đơn giản mình nấu. Xin chào và hẹn cả nhà vào những video sau. Bye. $75,000